3 khoảnh khắc cho chú rể trong dịp cưới: tóc thưa, thoái đỉnh, không trùng kiểu nào. Ăn hỏi, chọn một kiểu đơn giản thôi, kiểu tóc basic. Tiến vào lễ đường, trang trọng lịch sự một chút. Size pass 73 nhé. Tàn tiệc, sắm ngay trên mình một kiểu tóc nhẹ nhàng, đơn giản thôi. Sẵn sàng, quẩy hết mình nhé. Size pass vuốt ngược. Còn thiếu phải khác nào nữa không nhỉ? Anh em comment xuống dưới nhé.